Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Margin là một trong những cái thuật ngữ hay dùng ở trong đầu tư chứng khoán. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ chi tiết với anh chị và các bạn cái thuật ngữ này để anh chị và các bạn có thể hiểu và sử dụng nó một cách rất là chính xác. Thì margin còn được gọi là khoản vay ký quỹ của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán. Tức là công ty chứng khoán họ cho nhà đầu tư vay ký quỹ. Và margin cũng được gọi là một cái đòn bẩy tài chính trong đầu tư chứng khoán. Thế thì tại sao lại gọi là ký quỹ, đúng không ạ? Thế thì cái ký quỹ này tức là nhà đầu tư đảm bảo cái khoản vay của mình bằng giá trị tiền và cổ phiếu hiện có của nhà đầu tư. Thế thì giá trị ký quỹ chính là tổng của giá trị cổ phiếu hiện tại mà nhà đầu tư đang có và số tiền của nhà đầu tư. Có lẽ nên nói như vậy nó cũng khá là phức tạp đối với anh chị. Thì tôi lấy một cái ví dụ để anh chị và các bạn dễ hiểu như sau. Ví dụ như anh Tèo, anh ấy muốn mua 100 cổ phiếu Hòa Phát là HPG. Giá thị trường hiện tại là 43.000 đồng. Tức là anh ấy phải có 4,3 triệu đồng để mua, đúng không ạ? Tuy nhiên thì anh ấy chỉ có 3 triệu đồng thôi. Vậy để mua được cổ phiếu này thì công ty chứng khoán sẽ cho anh ấy vay ký quỹ 1,3 triệu đồng. Và cái 1,3 triệu đồng này chính là khoản vay margin của anh Tèo. Để dễ hình dung hơn cái khoản vay margin này như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn ở trên cái ứng dụng TC Invest của Techcom Security. Anh chị và các bạn có thể mở miễn phí cái tài khoản đầu tư chứng khoán tại Techcom Security mà tôi có đặt cái link ở phần mô tả, mở hoàn toàn online. Anh chị vào phần đặt lệnh cổ phiếu và anh chị sẽ thực hiện xem cái tỷ lệ vay margin rồi khoản vay như thế nào ở đây nhé. Tôi ví dụ hiện tại tài khoản của tôi đang có 1.913.130 đồng. Tôi muốn mua cổ phiếu Hòa Phát, đúng không ạ? HPG. Tôi muốn mua 100 cổ phiếu với cái giá là 43, đúng không ạ? Công ty chứng khoán họ sẽ cho tôi mua với số tiền tối đa là 3.834.024 đồng. Tức là ở đây tôi có 1.900.000, đúng không ạ? Thì tôi sẽ được công ty chứng khoán họ sẽ cho tôi vay khoảng độ 1.900.000 nữa để mua. Tuy nhiên với cái cổ phiếu này tôi sẽ không mua được, bởi vì tổng cái số tiền mà tôi có cộng với số tiền công ty chứng khoán cho tôi vay thì tôi cũng không đủ mua được. Chúng ta sẽ đến xem ở một cái ví dụ thứ hai, đó chính là cổ phiếu MBB. Tôi sẽ mua 100 cổ phiếu với cái giá là 26 đi. Như vậy anh chị và các bạn có thể thấy là tôi có 1.900.000 thì công ty chứng khoán họ sẽ cho tôi vay khoảng độ 1.800.000 nữa. Thì nó có sức mua của tôi sẽ khoảng 3.799.000 này. Và tôi có thể mua đủ 100 cổ phiếu này. Đó. Thì nó rất là dễ như vậy thôi. Tỷ lệ vay ký quỹ nó nằm ở đây. Và anh chị và các bạn có thể xem kỹ hơn về các chính sách vay, danh mục vay ký quỹ. Thì mỗi một công ty chứng khoán họ sẽ có một cái tỷ lệ vay ký quỹ riêng. Và với mỗi một cổ phiếu thì nó cũng có một cái tỷ lệ vay ký quỹ riêng. Anh chị và các bạn có thể xem kỹ hơn ở đây. Đây là một cái chính sách vay margin của công ty chứng khoán TCBS. Thì vay thì sẽ có lãi suất, đúng không ạ? Lãi suất vay đấy ạ. Lãi suất trong hạn sẽ là 10.5%, đúng không ạ? Và quá hạn sẽ là 15.75%. Tức là như thế nào? Tức là khi chúng ta vay mà chúng ta không trả được nợ đúng hạn thì sẽ bị lãi suất quá hạn. Thời hạn khoản vay nó sẽ là 89 ngày, đúng không ạ? Đấy, như vậy là đến ngày thứ 90 mà chúng ta không trả được nợ thì chúng ta sẽ bị với cái lãi suất rất là cao, 15.75%. Cái hạn mức vay ký quỹ nó khoảng độ 10 tỷ. Đó,
Và cái tỷ lệ này có thể tăng lên đối với từng nhà đầu tư. Tỷ lệ ký quỹ duy trì là 85%, tức là luôn luôn phải đảm bảo 85% trên giá trị ký quỹ, và tỷ lệ khi xử lý tài sản đảm bảo là 80%. Thế thì cái tỷ lệ xử lý tài sản đảm bảo này được tính như thế nào? Nó sẽ bằng với giá trị tài sản cổ phiếu chia cho tổng nợ vay, mà tôi có cái bảng tính ở cái công thức như sau để anh chị và các bạn dễ hình dung đấy ạ. Anh chị và các bạn có thể kích vào cái link ở cái phần đề xuất phía trên ấy. Tôi có giới thiệu về cái cách tính chi tiết cái bảng tính này đấy ạ. Đây là một cái danh mục các cái cổ phiếu được vay ký quỹ này. Tức là không phải cái cổ phiếu nào cũng được vay đâu anh chị nhé. Và cái tỷ lệ cho vay đấy ạ. Đó, giá trần đối với mỗi cổ phiếu là bao nhiêu đây? Nó có cụ thể, ví dụ như chúng ta xem cái cổ phiếu Hòa Phát. Đây ạ. Giá trần là 43.100 đồng. Tức là khi mà tính cái giá trị cho vay, cái giá cổ phiếu không được vượt quá 43.100 đồng. Và cái số lượng cổ phiếu còn lại để mà được vay ký quỹ đó, thì nó chính là cái cổ cuối cùng này. Tức là như thế nào? Tức là công ty chứng khoán họ chỉ cho vay và họ nhận tối đa với cái số lượng cổ phiếu Hòa Phát còn lại như thế này thôi. Đó. Tức là có hai cái tỷ lệ chặn, là một là tỷ lệ cho vay và hai là cái tỷ lệ về số lượng cổ phiếu còn lại được mua. Như vậy thì tôi vừa chia sẻ với anh chị và các bạn cái khái niệm về margin, và tôi cũng minh họa cho anh chị và các bạn dễ hình dung hơn về cái vay margin tại công ty chứng khoán TCBS. Vậy thì chúng ta sẽ nên sử dụng margin như thế nào? Có lẽ margin nó là một con dao hai lưỡi đối với nhà đầu tư. Nếu thị trường lên thì chúng ta sẽ có lời mà không cần bỏ vốn, đúng không ạ? Nhưng nếu thị trường đi xuống thì chúng ta sẽ mất gấp đôi. Chính vì vậy mà việc sử dụng margin rất dễ cháy tài khoản đối với rất nhiều các nhà đầu tư. Tôi có lời khuyên đối với anh chị và các bạn như thế này: với những nhà đầu tư chuyên nghiệp họ mới sử dụng margin. Với những nhà đầu tư mới F0, hoặc là chưa có nhiều kinh nghiệm, hoặc là xác định mua tài sản để tích lũy lâu dài thì không nên sử dụng margin. Xin chúc anh chị và các bạn sẽ có những cái khoản đầu tư thành công tại TCBS. Và nếu anh chị và các bạn có những câu hỏi thắc mắc thì có thể comment ở dưới cái phần bình luận, tôi sẽ cùng với anh chị để giải đáp thắc mắc. Và nếu anh chị và các bạn cần một nhà tư vấn đầu tư thì có thể comment dưới phần bình luận, tôi sẽ cùng hỗ trợ với anh chị đầu tư tại TCBS. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.